Xin chào tất cả các em. Sau khi kết thúc những kỹ năng của các bài học trước, thì cô xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay mình sẽ cùng qua phần bài đọc để luyện đọc và tìm hiểu xem một số các phương thức mà mình sẽ cứu chữa tiếp theo nhé. Đầu tiên, cô sẽ cho các em nghe bài đọc trích dẫn trong sách giáo khoa. Mình sẽ làm quen với những tình huống như là bị sốc, bị ngất hay là bị bỏng thì mình sẽ cứu chữa như thế nào, sơ cứu trước như thế nào. Bây giờ hãy cùng cô lắng nghe bài đọc nhé. Case. First aid. Fainting. Leave the patient lying flat. Don't force him or her to sit or stand. Elevate the patient's feet or lower his or her head below the level of the heart. Don't let the victim get cold. Give the victim a cup of tea when he or she revives. Shock. Don't overheat the victim with blankets or coats. Don't give the victim any food or drink. Don't give the victim drugs or alcohol. Burns. Cool the burns immediately so as to minimize tissue damage. Put the affected part under a running cold tap, if possible. Ease pain with ice or cold water packs. Cover the burned area with a thick, sterile dressing. Vậy là mình vừa mới nghe xong bài đọc liên quan đến những tình huống như là fainting, shock và burns. Vậy thì trong phần này người ta đưa ra những cái phương cách cứu chữa và có những từ mới liên quan. Bây giờ mình cùng làm quen với những từ mới này nhé. Ở đầu tiên cô có từ lie flat. Ở trong bài mình cũng thấy phần đầu tiên mình thấy có từ lie flat. Người ta chia là lying flat, nhưng theo nguyên gốc của nó sẽ là từ lie như thế này. Còn khi thêm in các em sẽ đưa cái ie này về thành y dài và thêm in. Và lie flat thì nhìn lên bức ảnh này của cô nhé, cái người này đang được nằm duỗi thẳng chân ra. Như vậy từ lie flat này có nghĩa là nằm thẳng, được chưa nào? Thì tiếp theo, elevate. Mình có từ elevate. Hãy nhìn lên đây, các em hãy để ý cái phần đằng sau này này ha. Người này đang nằm thẳng và phần phía chân này được kê lên cao, cao hơn so với tim ha, so với đầu. Vậy thì cái phần này người ta gọi là nâng lên, elevate. Nâng lên, và trái với nâng lên thì cũng xuất hiện trong bài, đó là mình có từ lower. Trái nghĩa với elevate là từ lower, có nghĩa là hạ xuống, được chưa nào? Tiếp theo, mình đến với từ mới, đó là victim. Các em nghe trong phần bài đọc người ta đọc là victim, chứ không đọc là victim. Team. Âm y này mình sẽ đọc nhỏ lại thành âm ơ, victim. Thì các em nhìn thấy là ở đây cái hình hơi có một chút gọi là mờ. Thì cái người này đang nằm nhắm mắt, còn người này đã chăm sóc. Thì victim ở đây có nghĩa là cái người bệnh hoặc là nạn nhân. Thì mình cứ dùng từ nạn nhân hoặc là người bệnh đi mà phải đi cấp cứu bệnh viện ấy, người ta gọi là victim. Tiếp theo mình có hình ảnh này. À, có một cánh tay bị đỏ, ở đây có lẽ là bị bỏng rồi ha. Và xả nước vào để làm mát chỗ bỏng này. Vậy thì chỗ này người ta sẽ gọi là ease, to ease. Động từ ease này có nghĩa là sẽ làm giảm bớt đi ha, hoặc là làm dịu đi. Vậy thì cái việc mà xả nước như vậy sẽ làm dịu đi cái chỗ bỏng. Mình đến với từ tiếp theo, tissue damage, là danh từ không đếm được đối với từ damage, có nghĩa là tổn thương cái mô. Khi mà mình bị bỏng á, thì cái vết bỏng đó nó sẽ làm tấy cái chỗ này lên, thì người ta gọi đây là cách bị làm tổn thương mô, mô tế bào ở cái cánh tay của mình á. Rồi bây giờ cô sẽ tổng hợp lại cái bài nội dung của bài đọc của mình để các em nắm rõ hơn. Trong bài đọc các em quan sát trong sách giáo khoa của mình á, thì có cái ba cái trường hợp fainting, shock và burn. Thì từ fainting này là bị ngất. Vậy thì khi bị ngất, công việc đầu tiên của mình nên làm đó là gì? Leave the patient lying flat.
đặt cái người bệnh, cái nạn nhân ha, từ patient ở đây cũng là nạn nhân đó, nằm thẳng, nằm duỗi thẳng. Rồi tiếp theo là gì? Don't force him to sit or stand. Không được để anh ta ngồi hoặc là đứng mà buộc phải nằm thẳng như vậy. Được chưa nào? Rồi, elevate the patient's feet. Nâng cái chân của cái người bệnh này lên, nâng cái chân của nạn nhân này lên như hình này. Don't let him get cold. Không được để người ta bị lạnh. Thì có nghĩa là đang quấn một mớ mền lên đây rồi ha, làm ấm cơ thể. Tiếp theo là gì? Give him a cup of tea when he revives. Revive là tỉnh lại. Hãy đưa cho anh ta một tách trà nóng khi mà anh ta tỉnh lại. Đây là các cách sơ cứu của cái nạn nhân khi bị ngất. Được chưa nào? Các em hãy lưu ý những bước này để mình có thể gặp trong đời sống hàng ngày, mình có thể áp dụng ha. Tiếp theo, đối với trường hợp bị sốc. Bị sốc có nghĩa là có thể là do bị điện giật mà sốc ngất đi, hoặc là do bị say nắng ha. Ta gọi là bị sốc. Vậy thì đối với nạn nhân mà bị sốc thì đầu tiên là gì? Don't overheat the victim with blankets or clothes. Không được phép làm cho người ta bị nóng cơ thể lên với cái mền hoặc là áo khoác. Có nghĩa là khi bị sốc thì không được làm cơ thể mình nóng, đúng không? Không cần phải giữ ấm thân nhiệt giống như là bị ngất. Tiếp theo, đây, không được cho cái bệnh nhân này ăn bất kỳ điều gì hay là uống bất kỳ thứ gì. Don't give the victim any food or drink. Và cuối cùng là gì? Không cho cái nạn nhân đó uống rượu hoặc là cồn. Don't give the victim drugs or alcohol. Không uống thuốc và sử dụng chất kích thích ha. Chất kích thích ở đây người ta cũng dùng từ alcohol á. Đấy là đối với nạn nhân mà bị sốc. Đối với bị bỏng thì sao đây? Burns. Đầu tiên, put the burn under a running cold tap. Đặt cái vết bỏng ở dưới cái chỗ mà có vòi nước lạnh để làm mát cái vết thương, đúng chưa? Tiếp theo là gì đây? Các hình ảnh này. Ease pain with ice or cold water bag. Làm dịu cái vết thương bằng cái đá lạnh hoặc là túi chườm lạnh. Tiếp theo là gì? Cover the burn with a thick sterile dressing. Là băng cái vết thương đó lại, vết bỏng đó lại bằng một cái miếng băng dày. Được chưa nào? Sau đó mình sẽ làm tiếp bài tập như sau. Ở đây sau khi cô phân tích những tình huống đó ra và chia phân loại theo các trường hợp bị sốc, bị ngất hay là bị bỏng á, thì bài tập này yêu cầu mình là gì? Choose the correct case with each of the following treatment. Các em hãy chọn những tình huống đúng. Đó là ba tình huống, ở đây là ba tình huống lớn, cùng với những cái cách sơ cứu đúng nhất trong năm cái câu mà người ta cho, thì các em sẽ ghép vào đây. Câu đầu tiên là the victim should not sit or stand. Người nạn nhân á, thì không được phép đứng hoặc là ngồi. Vậy thì các em nhớ đến đây là trường hợp nào? Đây sẽ rơi vào trường hợp fainting, bị ngất, giống như hồi nãy mình vừa mới phân tích, được chưa nào? Tiếp theo, victim cannot drink wine or beer. Nạn nhân không được phép uống bia hoặc là rượu. Có nghĩa là có sử dụng chất cồn ha. Vậy thì đây là trường hợp dành cho bị sốc. Như hồi nãy cô có chiếu hình, các em có thể thấy đúng không? Nhớ lại bài học ha. C, the victim's head should be below the level of the heart. Cái đầu của nạn nhân thì nên để thấp hơn cái trái tim. Có nghĩa là đầu thì phải hạ xuống thấp. Vậy thì đây là của trường hợp nào? Đây sẽ là trường hợp bị ngất ha, fainting. D, you should ease the pain with ice or cold water pack. Nên làm dịu cái vết thương bằng đá lạnh hoặc là túi chườm lạnh thì chắc chắn là bị bỏng rồi ha. Và trường hợp burns. And the last sentence,
The victim should drink a cup of tea. Cái người mà bị sao thì mới nên uống một tách trà nóng nè. Chắc chắn là tình huống A, đúng không? Fainting. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho các em xem đáp án. A. Fainting sẽ có những trường hợp ACE, giống như cô vừa mới phân tích hồi nãy đúng chưa? Sốc có một trường hợp là B. Và C. Burn là trường hợp D. Vậy thì ở trong bài học này chúng ta vừa mới được đọc qua những cái tình huống như là bị sốc, bị ngất hay là bị bỏng cùng với những cách sơ cứu của nó. Vậy thì cô hy vọng bài học này các em sẽ nắm được các cách để sơ cứu một số trường hợp đơn giản và những trường hợp này hay gặp trong đời sống hàng ngày. Và cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video. Xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.